tiếp tục những cái nội dung tiếp theo của ngày hôm qua ha. Được chưa ạ? Ba nhớ thôi anh chị em mình, chúng ta đã sẵn sàng cho buổi sáng ngày hôm nay rồi thì có thể giơ tay vào nói tôi. Bao nhiêu trong số anh chị em mình chúng ta hôm nay là lần đầu tiên chúng ta vào trong buổi sáng học tập, vào trong đọc sách cùng với nhau học tập, thì có thể giơ tay vào nói tôi được không ạ? Rồi ok ha. Rồi tiếp tục ngày hôm qua, thì ngày hôm qua chúng ta đã đi cái phần đầu tiên của những cái nguyên tắc thành công anh chị, đúng không? Đi được ba cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc đầu tiên là gì anh chị? Cái nguyên tắc đầu tiên là gì ạ? Anh chị mình chúng ta có thể comment giúp mình cái nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc để chứng minh sự thành công đầu tiên anh chị đó là gì ạ? Yes, bây giờ chúng ta bắt đầu là hôm qua nói gì ta, sáng hôm qua nói gì ta, rồi xong rồi, rồi tới công chuyện rồi. Mối quan hệ chất lượng ha, trân trọng ngày hôm nay. Thế bây giờ là bắt đầu là có hai câu trả lời đó. Đấy là câu tiếp theo là tầm nhìn đó. Rồi bây giờ ở thái độ, ở bây giờ tới nó tầm lâm nhé, đưa ra quyết định hả? Kế hoạch ngày tuần tháng. Ủa là sao? Cái nguyên tắc cơ mà, cái nguyên tắc ngày hôm qua, cái nguyên tắc đầu tiên ngày hôm qua là gì ạ? Nguyên tắc ngày hôm qua là gì? Nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên là gì? Vậy tại sao có nhiều câu trả lời khác nhau vậy? Cái nguyên tắc đầu tiên đó chính là hãy trân trọng ngày hôm nay. Trời ơi, cái gì mà tùm lum hết trơn vậy? Mỗi một người mỗi một câu trả lời luôn á. Rồi cái thứ hai đó chính là gì ạ? Cái nguyên tắc thôi. Chính xác. Nguyên tắc thứ hai đó chính là thái độ. Nguyên tắc thứ ba là gì ạ? Yes. Sao? Cái thứ ba đó chính là làm những cái việc khôn ngoan anh chị. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến những cái nguyên tắc tiếp theo. Tiếp tục đi đến những cái tiếp theo. Nguyên tắc tiếp theo để... Rồi, nguyên tắc số 4. Nguyên tắc số 4 thứ tư. Nguyên tắc số 4, nguyên tắc thứ tư. Đâu ạ? Nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ tư đó chính là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Đó. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thực chất anh chị, cái gì chúng ta cũng đều cần có cái sự đánh đổi hết anh chị. Trên cái đường anh chị, trên cái đường hành trình mà anh chị phát triển bản thân, cũng như là chúng ta tìm kiếm cũng như là hướng đến cái sự giàu có anh chị, thì chúng ta cũng cần phải sẵn sàng đánh đổi. Sẵn sàng đánh đổi, bỏ đi những cái thứ chưa tốt, bỏ đi những cái thói quen không có tốt, bỏ đi những cái thứ mà không giúp cho chúng ta trở nên thành công. Cái điều đó, những cái sự thay đổi anh chị, nó có thể làm cho chúng ta không có thoải mái. Những cái điều mà hướng đến cái sự tốt đẹp làm cho anh chị em mình chúng ta nó không có quen với những cái điều đó. Chúng ta vẫn chưa bỏ đi được những cái thói quen không có tốt, chúng ta vẫn chưa bỏ đi được những cái mối quan hệ không tốt. Đó ạ. Tức là bỏ những cái mối quan hệ không tốt đó trở thành những cái mối quan hệ tốt. Chúng ta bỏ những cái thói quen không tốt trở thành những cái thói quen tốt.
Và cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc bất di bất dịch anh chị, mọi thứ nó đều có cái sự đánh đổi. Đó. Bạn muốn trở nên thành công và giàu có, bạn cần phải thay đổi, đúng không ạ? À, thay đổi cái thói quen mà bạn làm, mối quan hệ bạn có, cách thức bạn làm, suy nghĩ mà bạn có, suy nghĩ không tích cực trở nên tích cực hơn. Đó. Yes. Và bạn muốn trở nên thành công như thế nào? Bạn muốn cần phải trả cái giá đó ra sao? Có rất nhiều người đánh đổi được cái sự thành công anh chị. Họ phải trải qua rất là nhiều năm bon chen, nỗ lực, cố gắng và còn tụt lên tụt xuống để có được cái sự thành công đó. Và họ với góc nhìn của họ, cái sự thành công nó là một cái gì đấy, nó là một cái thứ gì đấy, nó là một cái thành tựu gì đấy, nó là một cái điều gì đấy làm cho họ cảm thấy rằng là rất là tự hào khi mà họ đạt được những cái sự thành công, họ có được những cái sự thành công, và họ cảm thấy rằng là để đánh đổi được cái sự thành công này, họ phải trả giá rất nhiều trên cái hành trình mà họ làm, đúng không ạ? Về xương máu, tâm huyết cũng như là những cái sự nỗ lực vô cùng gian truân và không kể hết việc, đúng không ạ? Đó là cái sự trả giá anh chị, đó là cái sự trả giá, đúng không? Và những cái có đôi khi có những người người ta nhìn thấy rằng là à, khi mà họ đã đạt được những cái sự thành công dễ dàng á, có những người người ta đạt được những cái sự thành công dễ dàng, cái sự đánh đổi của họ không có nhiều, cái sự đánh đổi của họ không có nhiều. Khi mà họ đã được, ví dụ như mình nhìn thấy rằng là có rất là nhiều những anh chị khi mà vào trong câu lạc bộ trí tuệ, đúng không, được hướng dẫn cũng như là những bạn trẻ nha, những bạn trẻ luôn á anh chị, thì lúc đó là các bạn ra ngoài va vấp ngoài ngoài xã hội không có nhiều, và cái những cái trải nghiệm nó không có nhiều. Và khi mà vào trong vào tham gia vào câu lạc bộ, rồi sau đó là được cái sự hướng dẫn dẫn dắt từ câu lạc bộ, và họ đạt đạt được những cái sự thành công, họ có được những cái kết quả, và lúc đó khi họ có được những cái thu nhập mà cao hơn những người đồng trang lứa không có được các anh chị, thì lúc đó họ sao ạ? À, họ thấy rằng là cái sự thành công đến với họ một cách quá dễ dàng. Quá dễ dàng. Và đôi khi chúng ta khi mà dễ dàng thì điều gì sẽ xảy ra anh chị, với một cái lứa tuổi trẻ? Điều gì sẽ xảy ra? Theo anh chị bây giờ với một lứa tuổi trẻ, khi mà họ có một cái sự thành công, có một cái kết quả lớn hơn với những đồng trang lứa, thì điều gì sẽ xảy ra? Theo anh chị. Yes. Chính xác. Không trân trọng, kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng. Nói chung đủ thứ. Đó. Yes. Nó là như vậy đấy anh chị. Khi mà bạn nghĩ rằng trước đây bạn nghĩ rằng bạn kiếm 50 triệu một tháng, nó là một con số gì đấy cực kỳ xa vời. Nhưng khi bây giờ mình bạn 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 mới ra trường, rồi sau đó là bây giờ bạn câu lạc bộ trí tuệ ưu tú hướng dẫn cũng như giúp đỡ, đồng hành, hỗ trợ bạn kiếm được mức đó. Rồi sao ạ? Lúc đó là thấy mình giỏi đó, thấy mình tuyệt vời đó, đúng không? Bạn chưa biết cách bán hàng, bạn được đào tạo về bán hàng, bạn chưa biết cách về marketing, cũng hỗ trợ cho bạn marketing để bạn có thể là thu hút được những khách hàng tiềm năng bán hàng. Đó. Rồi bắt đầu là nghĩ mình giỏi. Vậy nên là sao ạ? Và đâu nó đâu có đạt được những cái sự thành công bền vững đâu anh chị. Bởi vì đó là cái sự đánh đổi. Đó là cái sự đánh đổi cho cái đức tính kiêu ngạo cũng như là sao ạ? À, không có cái sự cầu tiến để họ phát triển. Nhiều khi là học học kiếm được tiền anh chị,
nhiều người kiếm được tiền rồi cuối cùng là sao ạ? Tiêu xong đã, tiêu xong rồi cuối cùng hết tiền tính tiếp. Ừ. Đó, tính tiếp. Đó. Và có rất nhiều người có cái sự đánh đổi, đó chính là họ bỏ đi cái thu nhập hiện tại của họ. Họ bỏ đi cái thu nhập làm công ăn lương của họ. Và sau đó là họ để tiến đến cái mốc lớn hơn, có cái mốc cao hơn, tiến đến những cái nấc thang về tài chính một nấc cao hơn, bắt buộc họ phải đánh đổi, họ phải buông bỏ những cái thứ cũ để nắm những cái cơ hội mới. Nhưng để buông bỏ những cái thứ cũ nó không thể một dễ dàng một chút xíu nào luôn anh chị. Những cái giới hạn, những cái niềm tin, những cái suy nghĩ, đó là những cái thứ mà cản trở anh chị. Đó. Ví dụ để bạn có thể là nắm được cái nấc thang cao hơn, bạn phải bỏ cái bàn tay bạn đang bám vào đây là để bạn tiến lên một cái nấc thang cao hơn chứ. Bạn phải làm một cái điều gì đó mới, bao gồm cả cái sự gan dạ, bao gồm cả cái sự tự tin, bao gồm cả cái sự, thậm chí là thiếu cái sự hiểu biết nữa. Mình không biết được, mình không có tầm nhìn. Đó ạ. Đôi khi là như vậy. Nhưng mà với một cái sự, với một cái tư tưởng, với một cái suy nghĩ, mình muốn có được cái thu nhập, có được kết quả lớn hơn, thì sao? Chúng ta cần phải chúng ta vẫn tự tin, chúng ta nắm lấy những cái nấc thang cao hơn, mặc dù chúng ta vẫn chưa có cái tầm nhìn để làm gì. Với một cái sự tin tưởng tuyệt đối, chúng ta cứ thế băng băng tiến về phía trước. Đó. Và đến lúc sau một khoảng thời gian, chúng ta nhìn nhận lại, ồ, nó đã trải qua một thời gian rồi. Đó là cái sự đánh đổi đấy. Đó là sự đánh đổi. Nào ạ, có những mối quan hệ, tại sao có rất nhiều người, khi mà mình hôm bữa mình có đăng một vài tấm hình ấy, có những nhiều người bảo rằng đây với là bạn, đây với bạn của tôi này, còn những tấm ảnh khác là nó không phải. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì họ ăn mày quá khứ anh chị. Tức nghĩa là như thế nào ạ? Tức nghĩa là họ chỉ quan tâm là mình của ngày xưa thôi, đúng không? Mình của ngày xưa và bây giờ nó vẫn là mình, nhưng nó ở một phương diện khác. Đúng không ạ? Tại vì là mình cần phải hạn chế những cái mối quan hệ của mình vậy, để mình tập trung vào những mối quan hệ liên quan đến công việc, liên quan đến cái sự thành công của mình chứ. Đúng không? Mình cần phải hạn chế lại. Với lại là đến với cuộc đời nhau chả giải quyết được điều gì thì bao nhiêu năm không nói chuyện thì cái tình cảm cũng như là cái sự gắn bó nó đâu còn như trước nữa. Đó là sự đánh đổi anh chị. Chúng ta thay đổi những mối quan hệ cũ bằng những cái mối quan hệ chất lượng hơn. Chẳng nhẽ là cứ gặp mấy anh ấy rồi, mấy người bạn cũ rồi sau đó là nhậu hoài à? Nhậu hoài, nhậu mãi, nhậu kiếm ra tiền đâu. Mỗi một người đều có những gia đình riêng. Đáng ạ. Là nắm được cái điều này chưa ạ? Ừ. Đúng. Cái giá của mình để đạt được cái sự thành công là gì ạ? Bao nhiêu anh chị em mình chúng ta, cái giá để có được những cái kết quả, cái giá để có được những cái thu nhập để lo cho gia đình là gì anh chị? Có rất nhiều người phải bôn ba cho cuộc sống ở nước ngoài, bon chen đúng không, làm không kể ngày đêm ở nước ngoài, xa gia đình, xa bố mẹ đúng không, xa vợ con, xa chồng đúng không, để đi làm kinh tế, để đi đánh đổi đến cái sự thành công, đánh đổi đến cái nhà, đánh đổi lên cái tương lai cho con của mình. Đó là sự đánh đổi đấy anh chị. Đó. Vậy thì cái thành công của anh chị nó luôn để lại dấu vết. Ừ, nó luôn để lại dấu vết. Ừ. Và đôi khi những cái sự thành công nó lại
có những cái thứ không có tích cực, đúng không? Để đánh đổi được cái sự thành công, đánh đổi được những cái kết quả không có tích cực, đúng không? Đặc biệt luôn ấy, anh chị em nào, Minh khuyên thật luôn, anh chị em nào có tư tưởng là đi nước ngoài làm á, tốt nhất nếu như anh chị em mình chúng ta có vợ con rồi hoặc có chồng con rồi, tốt nhất là ở nhà giúp mình, đúng không ạ? Tốt nhất là ở nhà giúp mình, đúng không ạ? Cái sự đánh đổi của anh chị nó lớn lắm, mình nói thật, cái sự đánh đổi của anh chị rất lớn, chả giải quyết được điều gì, đúng không ạ? Đấy là sự đánh đổi đấy anh chị. Vâng ạ, bạn làm 5 năm, đúng không? 5 năm, 6 năm, 10 năm, để được cái gì? Để được tiền, nhưng cái sự đánh đổi của bạn là gia đình. Thế thôi. Bạn có chấp nhận được điều đấy không? Bạn chấp nhận được thì bạn đi, còn không chấp nhận được thì thôi, ở nhà làm việc. Là sự đánh đổi. Được mà, đúng mà, trời ơi, quá trời luôn á. Thôi. Tốt nhất cũng là nếu mà một số anh chị em mình chúng ta có gia đình rồi, thôi ở nhà. Ở nhà có nhiều cơ hội anh chị. Làm. Mơ ước chi, đúng không? Mai mình nói làm chi? Ngày xưa mình cũng có cái tư tưởng qua đấy anh chị. Ngày xưa mình học tiếng thì qua ấy chứ. Đúng không? Mình lại sao ạ? Gọi là gì ạ? Bán sức cho Đài Loan cho anh chị. Nhưng mà mấy bữa nữa nhé, mấy bữa nữa mình đi qua Đài Loan, mình đi chơi, đúng không? Không còn phải gọi là qua bên đó đi xuất khẩu lao động nữa. Ngày xưa 80 triệu đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Kinh thế. Mình may cho cuộc đời mình thế em biết. Đúng lúc chuẩn bị thi mình thấy phải đóng nhiều tiền quá, mình sợ. Thôi, em xin dừng cuộc chơi. Đúng không ạ? Mày thế không? Đó. Nếu như mà đương nhiên mỗi một quyết định của cuộc đời chúng ta, đúng không ạ? Mỗi một quyết định nó đều hướng đến một kết quả khác nhau. Bây giờ mỗi một cái hướng đến đều kết quả khác nhau. Bây giờ là 130 triệu à? Ngày xưa là 80 triệu. Cách đây chục năm trước à? Năm 2013, 14 gì đấy. Đó. Okay. Rồi. Rồi lúc là mình không đi nữa. Bắt đầu là mình thôi. Con cảm thấy rằng là không phù hợp, thôi ở nhà thôi. Bắt đầu là chuồn về. Đi làm, bắt đầu đi chạy vào đi làm công nhân đấy anh chị. Đó. Nhưng mà sau này là mình đi qua bên Đài Loan, mình đi với dịch vụ tất cả mọi thứ đều là 5 sao hết, đúng không ạ? Với một cương vị khác, đúng không ạ? Với một cái tư tưởng khác, với một cái đi để trải nghiệm cuộc sống nó khác hoàn toàn cho anh chị. Yes. Bởi vì trước đây khi mình chuẩn bị mình đi là mình sẽ lo lắng hồi hộp, nhớ gia đình, thương mẹ cha, thương những người anh em chí cốt. Nhưng bây giờ sao ạ? À? Nhưng mà bây giờ đi nó là một cái tâm thế khác. Đúng không? Đó. Rồi ok, nguyên tắc số 5. Các bạn. Nguyên tắc số 5. Đó. Vậy nên là chúng ta nhìn lại cái nguyên tắc số 4 xem. Để đánh đổi được cái sự thành công. Đúng không? Để đánh đổi được những sự thành công, đôi khi có những cái thứ, cái lúc mà chúng ta làm việc, làm việc, làm việc, làm việc mà không kể ngày đêm luôn. Đôi khi có những cái lúc mà, những cái lúc ví dụ như đọc sách như này này, những cái buổi Zoom như này này. Có rất nhiều người lựa chọn không vào, nhưng bạn ra quyết định bạn vào. Có rất nhiều người, người ta tiếp tục họ ngủ, còn bạn thì thức dậy. Đúng không? Và cái thức dậy này này anh chị, nó không có quyết định được bạn có thành công hay không. À, mình nói nhé, cái việc thức dậy của bạn không có quyết định được cái sự thành công của bạn hay không, nhưng ít ra bạn vẫn đang cam kết với chính bản thân mình để tiến đến cái sự thành công đó bằng cách
bấm một cái link Zoom để học tập, để vào đây ngồi lắng nghe một cái điều gì đó. Mình chưa biết rằng là cái nội dung ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh chị có phù hợp với anh chị hay không, có giúp ích được gì cho anh chị hay không, nhưng ít nhất ra chúng ta vẫn đang hiện diện ở đây, đó là một cái điều tuyệt vời, được không ạ? À? Anh chị ạ, à? Đó, đó là cái giá đấy anh chị, cái giá phải trả đấy, cái giá cho cái thời gian công sức của anh chị ngồi đây đấy. Yes. Rồi, nguyên tắc số 5. Nguyên tắc số 5 đó chính là cái điều mà mình nghĩ rằng là tất cả các triệu vua là, các tiểu vua là, họ đều, đúng không? Họ đều quan tâm đến cái điều này, và họ luôn tập trung vào cái điều này để họ có thể trở nên thành công và giàu có anh chị. Đó, đó chính là tập trung vào giá trị, tập trung vào giá trị, tập trung để tạo ra giá trị. Bạn nghĩ rằng là nếu như bạn không có giá trị thì bạn sẽ thành công sao? Đó, bạn phải có giá trị, bạn phải có giá trị trên cái thị trường này, bạn phải có cái giá trị để tạo ra cho người khác, bạn có giá trị để tạo ra cho xã hội. Đó, để tạo ra cho xã hội thì chúng ta sao ạ? Thì chúng ta mới có được những cái kết quả mà người khác không có chứ. Anh chị cho mình hỏi anh chị một chút xíu rằng là giá trị của anh chị nằm ở đâu? Ừ, bây giờ chúng ta trả lời ha. Giá trị của chúng ta nằm ở đâu? Nhiều anh chị bảo rằng là em là giá trị của em đó chính là vui vẻ, hòa đồng, tốt tính. Giá trị của em là hiền lành. Giá trị của em là sao ạ? Cười đều, vui vẻ, yêu màu hường và ghét sự giả dối. Ừ. Đâu? Giá trị của anh chị là đâu? Tất cả chúng ta đều có giá trị hết anh chị, đều có giá trị hết. Nhưng cái quan trọng là bạn tập trung cái giá trị đó vào đâu thôi. Bạn tập trung cái điều đó, bạn tập trung tâm huyết, công sức của bạn vào đâu thôi anh chị. Bạn tập trung vào cái điều gì thì điều đó mở rộng. Đó. Có rất nhiều người, có rất nhiều người trong số chúng ta muốn có được cái sự trở thành những cái con người lãnh đạo, trở thành những cái con gọi là những cái người lãnh đạo anh chị. Nhưng mà trong số lãnh đạo thì họ phải tập trung vào một cái, đó chính là họ phải tạo ra cái sự ảnh hưởng, họ tạo ra được cái giá trị đến cho những người cộng sự của họ, đến cho những người cộng sự, đến cho con người, đến cho xã hội, đến cho thị trường. Có nhiều lãnh đạo họ lại làm giảm cái sức mạnh của họ. Họ giảm sức mạnh đây là gì ạ? Họ giảm sức mạnh của công ty, họ giảm cái sức mạnh về doanh nghiệp, họ giảm cái sức mạnh của đội nhóm. Và tại sao ạ? Bởi vì là những người lãnh đạo đó không có thành công anh chị. Đó, không có thành công. Còn cái nhóm xuất sắc anh chị, cái nhóm mà lãnh đạo xuất sắc thì họ gia tăng sức mạnh cho nhiều người. Họ tập trung để có thể giúp cho đội nhóm, giúp cho công ty, giúp cho sao ạ? À, giúp cho thị trường. Đúng không ạ? Phát triển, giúp cho đội nhóm phát triển, giúp cho công ty phát triển. Và quan trọng nhất đó chính là họ giúp cho doanh nghiệp phát triển bằng cách tạo ra giá trị. Họ giúp cho cộng sự phát triển bằng cách họ lắng nghe và quan sát. Chúng ta nhìn thấy rõ rằng là hai cái người lãnh đạo này khác nhau hoàn toàn. Có đúng không anh chị? Đúng không? Một người làm tăng sức mạnh cho doanh nghiệp, người thứ hai là làm giảm sức mạnh, đúng không?
Đó. Đâu ạ? Quan sát người lãnh đạo này. Nếu như bạn muốn tăng cái sức mạnh cho đội nhóm, cho vũ trụ, thì vũ trụ này sẽ sao? Sẽ hợp lực lại để giúp cho bạn thay đổi cuộc sống, thay đổi cái kết quả để bạn đạt được những cái sự thành công và giàu có. Đó. Đâu anh chị? Và cộng sự của chúng ta cũng vậy thôi anh chị. Đừng có nói rằng là nhiều khi anh chị mình cứ chúng ta cứ tập trung ở ngoài thị trường. Cứ tập trung là ở mình phải tạo ra giá trị cho thị trường, nhưng mình phải tạo ra giá trị cho cộng sự của mình trước đã. Anh chị ạ, mình phải tạo ra giá trị cho cộng sự của mình trước đã. Mình phải quan sát và lắng nghe cộng sự của mình trước đã. Bởi bác tài anh chị mình biết bác tài không? Bác Tài, Nguyễn Đức Tài anh chị, Thế Giới Di Động ấy. Bác có nói rằng là nếu như một cái người cộng sự nào đó đi với bạn trong vòng 5 năm, 10 năm mà họ không có bất cứ một cái kết quả nào đó để có một cái cuộc sống họ hạnh phúc, thì bạn là một cái người lãnh đạo tồi. Bác nói vậy đó. Bác nói vậy anh chị. Và mình đúng rồi, chính xác. Mình cứ bảo rằng là mình có giá trị cho ngoài thị trường, mình có giá trị cho những khách hàng ngoài kia, nhưng những cái con người cộng sự đang đi cùng với mình nè, mình phải tạo ra giá trị cho họ trước. Bạn phải có giá trị cho họ trước. Bạn phải đồng hành và quan sát và lắng nghe. Bao nhiêu trong số anh chị em mình chúng ta hiểu được cái điều này? Giơ tay và nói tôi ạ. Yes. Em hiểu hết rồi. Được không ạ? Để gia tăng được cái sức mạnh của mình thì bắt buộc bạn cần phải gia tăng cái giá trị của mình. Bạn phải nâng cao cái tầm giá trị của bạn lên. Đấy chị. Nâng cao cái giá trị của mình lên. Hai pha những bản thân mình. Tôi là doanh nhân xuất chúng. Đó. Tôi là doanh nhân xuất chúng. Đó. Bạn phải học tập, bạn phải phát triển, bạn phải liên tục trau dồi kiến thức của mình lên. Trau dồi những cái tư tưởng, tư duy, suy nghĩ. Và đọc thêm nhiều những cái cuốn sách nói về lãnh đạo đi. Đó. Thì bạn sẽ có điều đó. Vậy nên ở trong cái phần số 5 này, đó chính là tạo ra giá trị này. Không những là tạo ra giá trị cho thị trường. Hôm trước chúng ta đã biết là bạn tạo ra giá trị cho thị trường càng lớn thì kết quả của bạn càng lớn, có đúng không? Dạ vâng, đúng, chính xác. Và ngày hôm nay để chúng ta nói về cái điều này nữa, đó chính là chúng ta cần phải tạo ra giá trị cho những người bên cạnh của mình nữa. Những người cộng sự đang tin tưởng và đang làm việc, đang cộng sự, đang phát triển, đang đi trên cái hành trình này. Đúng không ạ? Yes. Đó. Một là bạn lắng nghe. Đúng không ạ? Hai, bạn gia tăng phát triển bản thân mình lên. Thứ ba, đó chính là bạn tạo ra giá trị. Đây là ba cái yếu tố để có thể tạo nên một người doanh nhân xuất chúng anh chị. Đầu tiên đó chính là lắng nghe. Thứ hai đó chính là phát triển bản thân mình lên. Thứ ba đó chính là tạo ra giá trị. Đúng không? Đương nhiên, đây là những cái mức cơ bản thôi anh chị. Nhưng càng vào sâu hơn thì mình sẽ nói cái điều này nó nhiều hơn. Đúng không? Doanh nghiệp của bạn, công ty của bạn, đội nhóm của bạn, chúng ta cần phải biết là họ cần gì, chúng ta phải biết kết nối với họ như thế nào để tạo ra giá trị cho họ, đúng không? Chứ còn nhiều khi anh chị mình chúng ta biển một bên và em một bên, đúng không? Anh có anh chị nào làm kinh doanh là biển một bên em một bên không? Mình một bên và đội nhóm mình một bên ấy. Ừ. Tức nghĩa là nó chả có sự liên kết gì đấy. Ừ, chụp hình hai file
biển một bên và em một bên. Đúng không ạ? Đội nhóm thì không biết bây giờ nơi nào, chả biết ra sao, chả biết đang làm việc như thế nào, đúng không? Thế thì lãnh đạo cái gì? Thế thì câu hỏi đặt ra rằng là bạn đã đang thực sự nhận cái trách nhiệm này về mình hay chưa? À, nhắc đến cái là bắt đầu là sao ạ? Nhắc đến cái thôi là bắt đầu là em à, cuộc sống này nó vô cùng áp lực. Đó, sao? Nó vậy đấy anh chị, đó là cái sự trốn tránh trách nhiệm. Được ạ? Đó. Tạo ra giá trị, bạn cần phải thì tạo ra cái giá trị cho người khác chứ, làm sao mà bạn có cái điều đó được. Biến một bên và em một bên là khả năng cao là sớm muộn rồi cái công ty đó, cái đội nhóm đó nó cũng tan rã anh chị. Đó, mỗi người một hướng, mỗi người một nơi, những người đi theo mình, những người tin tưởng mình chơi vơi mỗi người rồi cuối cùng là họ nản, rồi họ cuối cùng là họ đi tìm này đi tìm kia, là do ai đấy ạ? Do những người lãnh đạo đấy, đúng không? Vậy thì chúng ta là một người lãnh đạo, bắt buộc chúng ta cần phải có cái sự kết, có một cái sợi dây kết nối để giúp cho cộng sự của chúng ta đi chung về một hướng, bước chung về một bước, một một phía, đúng không ạ? Cùng chung một cái tầm nhìn, đúng không ạ? Cùng nhau dốc sức dốc lòng để tiến lên về phía trước. Bạn phải có cái điều đó chứ, đúng không? Thế thì nó phụ thuộc vào cái sự lắng nghe, tạo giá trị và phát triển bản thân của bạn, đúng không? Bạn càng phát triển, bạn càng học hỏi, bạn càng tạo ra giá trị cho nhiều người. Bởi vì người thành công họ có một cái thái độ học hỏi, lắng nghe và tạo ra giá trị. Anh chị nhé. Bởi người thành công có một cái thái độ, có một cái tư tưởng, có một cái suy nghĩ, góc nhìn, và một đó chính là họ học hỏi, lắng nghe và tạo ra giá trị. Họ suy nghĩ như vậy đấy anh chị. Dù thậm chí rằng là chúng ta đôi khi cái việc này việc kia nó xảy ra, họ không có muốn bon chen, họ không có muốn nói quá nhiều, và thậm chí là họ lờ đi anh chị ạ. Bởi vì họ không muốn tập trung hoặc là không muốn nói đến cái điều đó làm gì, mà lờ đi anh chị. Có mà, trời ơi, nói đúng nói sai không quan tâm, lờ đi, nhưng mà họ vẫn biết như thế nào đấy anh chị. Đâu ạ? À? Rồi, ok ha. Đó chính là cái số 5. Bao nhiêu số anh chị em mình chúng ta đã hiểu được cái điều này rồi thì giơ tay mà nói tôi. Hai phái chúng bản thân mình em hiểu hết rồi. Em hiểu hết rồi. Đúng không ạ? Rồi cái số của cái số mấy ta? À, cái số mấy nhỉ? Bây giờ đến cái số 6 đúng không? Ừ, ok. Đấy. Nhiều khi chả biết đến cái số mấy rồi. Cái số 5 là tạo ra giá trị. À, cái số 6 đó chính là đặt câu hỏi để sáng tạo hơn. Ừ, đặt câu hỏi để sáng tạo hơn. Đa phần chúng ta ở đây anh chị, đa phần chúng ta mới bắt đầu khi mà chúng ta làm việc anh chị, hầu hết chúng ta xuất phát từ một người làm công ăn lương, xuất phát từ cái việc mà chúng ta dùng sức lao động của mình để chúng ta tạo ra tiền bạc, nhận lương mỗi tháng hàng tháng anh chị. Ừ. Mình cũng vậy phải anh chị, trước đây mình cũng thế. Thì với suy nghĩ của mình á anh chị, mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Mình nghĩ rằng là rất nhiều anh chị giống mình cứ đi làm một ngày, bắt đầu dậy từ lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng để đi cắt mủ, để đi làm cho tới tận đêm. Đúng không? Có hôm nào bốc vác thì làm đến tới sáng luôn.
Hôm nào không ấy không bốc vác thì làm tới đề tới khoảng 10 giờ 11 giờ đêm thôi. Mình không có suy nghĩ gì được nhiều hết đó anh chị. Chả biết vì sao đầu mình đầu đá lúc đấy vậy, không biết. Chả suy nghĩ được cái gì. Chả được nghĩ được cái gì hết anh chị, cứ lủi thủi đi làm vậy thôi. Thì mình nghĩ là rất nhiều người sẽ giống mình cái điều đó. Bởi vì sao ạ? Trong một cái guồng làm việc các anh chị. Guồng làm việc mình chỉ có tập trung vào mình làm thôi, chỉ có tập trung vào làm và có những cái cuộc nói chuyện vui vẻ cùng với những người đồng nghiệp của mình thôi, chứ chẳng có một cái tư tưởng và có một cái suy nghĩ nào gọi là sáng tạo ra để mà gọi là nghĩ đến cái con đường tiếp theo cả anh chị, được không ạ? Yes. Và lúc đấy mình hay nghe những cái về tư duy, về kiến thức ở trên YouTube ấy. Ví dụ như mà cứ nghe thấy người ta nói về tiền tiền, về thành công này kia là mình cũng ngồi mình nghe. YouTube thì những cái câu nói hay, những cái câu nói giúp bạn tăng động lực đấy, ở đấy, đấy đấy. Mấy cái ở trên YouTube ấy, ngày xưa mình hay nghe lắm. Đó, ngày xưa mình hay nghe lắm. Nghe thôi chứ còn bảo biết làm gì không thì chịu. Nhưng mà sao ạ? Bắt đầu nghe dần, nghe dần, nghe dần, nghe dần. Thì điều gì sẽ xảy ra? Theo anh chị, bắt đầu một ý tưởng đã len lỏi trong suy nghĩ của mình. Mình cần phải làm thế nào để có thể kiếm nhiều tiền đây? Anh chị ạ, mới với một tư tưởng như vậy thôi. Đúng không? Khi nghe nhiều thì điều gì sẽ xảy ra? Ừ, bắt đầu mình cũng thấy hay hay, bây giờ mình phải làm gì đây? Để làm thế nào để mình kiếm được nhiều tiền hơn? Khi mình có câu trả lời, khi mình có câu hỏi thì mình sẽ bắt đầu đi tìm câu trả lời anh chị. Rồi sẽ có một cái hay lắm anh chị, tự nhiên mọi thứ nó diễn ra như vậy anh chị. Mọi thứ nó diễn ra như vậy anh chị. Khi mà bạn đặt câu hỏi ra, tại sao cái người này mà giàu thế? Tại sao người này có thể làm được nhiều tiền thế? Thì bạn sẽ đi tìm và bạn sẽ thấy nó. Khi bạn đặt câu hỏi anh chị thì bạn sẽ có cái sự sáng tạo anh chị ạ, thì bạn sẽ có sự sáng tạo. Ừ. Nhiều anh chị em mình khi mà chúng ta gặp những người thành công anh chị, thật ra người thành công hay không thành công họ vẫn là con người thôi, chả khác nhau gì cả. Chẳng qua họ biết cách một cách nào đó họ kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Mình thế thôi. Nhiều nhiều người thần thánh hóa, không, mình là con người, mình là sao ạ? Mình là Ninh Công Minh, đúng không ạ? Không phải là nhóm trưởng thì mình cũng là Ninh Công Minh thôi, rất là bình thường. Nhưng mà đôi khi là chúng ta sao ạ? Đôi khi là chúng ta đặt cái câu hỏi anh chị với những người thành công ha, nhiều khi họ không có ghét bạn đâu. Họ không ghét, nhưng mà đôi khi có những cái câu hỏi bạn không có suy nghĩ, bạn không có suy nghĩ bạn hỏi, và cái câu hỏi đó nó cảm trở nên kiểu như rất là bình thường. Nó rất là bình thường, và những cái câu hỏi nó không có thông minh anh chị à. Đúng không? Vậy đây là sao ạ? Khi mà chúng ta ở trong cái tình thế bế tắc hoặc là đang gặp một cái gì đó, trong một cái tình huống chúng ta không có cách nào để giải quyết anh chị, thì chúng ta phải đặt câu hỏi ra cho mình, làm thế nào để tôi có thể sáng tạo hơn này, làm thế nào tôi có thể sáng tạo hơn, làm thế nào để tôi có thể sáng tạo hơn, làm thế nào để tôi có thể có được cái giải pháp tốt nhất để tiến đến cái mục tiêu đó. Làm thế nào để tôi có thể sao giải quyết được cái vấn đề này nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất.
chúng ta nhiều anh chị em mình chúng ta phó thác cho tiềm thức luôn, có gì đâu, đúng không? Và khi mà bạn mong muốn cái điều đó thì bắt đầu là sao ạ? Tiềm thức sẽ gợi ý cho bạn những cái câu trả lời đáng ạ, và sáng tạo hơn. Anh chị em ạ, hãy phó thác cho tiềm thức, hãy phó thác cho 95% tảng băng chìm của anh chị đang ngủ sâu, đang ngủ quên anh chị. Hãy để nó tỉnh dậy đi, hãy đặt cho câu hỏi cho nó, hãy để cho nó tự tìm cách để trả lời anh chị. Đừng cố gắng trả lời nó, đừng cố gắng tìm ra những luận chứng, luận cứ, luận điểm để làm nó, hãy phó thác cho nó, được không ạ? Yes. Bạn phó thác cho nó thì những câu trả lời bắt đầu xuất hiện và cho bạn những cái gợi ý để bạn trở nên thành công hơn, đúng không? Ngày xưa mình cứ ngồi mình nằm mình nghe mấy đứa bạn, tại vì ngày xưa là nằm cái giường nó bằng tầng, mình bây giờ mình không biết diễn tả cái điều đó như thế nào, nó theo tầng, một tầng, hai tầng, ba tầng, ba thằng rồi một một phòng là có bốn bốn cái giường như vậy. Mình ngồi mình nghe, mình bật nghe, nhiều đứa chửi suốt đó, đêm không cho đứa nào ngủ, cứ ngồi bật nghe như ma làm vậy. Ừ. Ngủ không ngủ cứ như ma làm vậy, cứ xì xoài sao nó chửi suốt. Bây giờ mình ngồi mình bấm tai nghe này kia, mình ngồi mình đeo tai nghe, đeo tai nghe đó. Ngày xưa là... Ê, ngày xưa làm ác chiến lắm anh chị, ngày xưa là có sức người xoài đá cũng thành cơm. Ngày xưa làm ác lắm, làm không biết mệt là gì luôn anh chị, mệt nó phục hồi nhanh lắm anh chị, chả biết sao ạ. Bây giờ chắc quay trở lại không biết làm được không, nhưng mà với thời thời điểm đó làm không biết mệt, nó phục hồi rất nhanh luôn anh chị, làm ngày hôm trước ngày hôm sau vẫn đi bốc vác tiếp, bình chuyện bình thường, là vẫn làm không có nề hà gì cả anh chị. Giờ không biết, giờ chắc vậy chị. Lúc đấy thì ý chí kiếm tiền của mình rất nhiều, rất cao, bây giờ vẫn rất cao nữa anh chị, nhưng mà bây giờ mình không làm được như vậy nữa. Ok anh chị em à, rồi, và đó là cái nội dung trong buổi sáng ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ anh chị. Ngày ấy chưa vợ, chẳng nhẽ lấy vợ rồi là ấy, không phải anh chị, ngày ấy chưa vợ, vợ con gì đúng không, ngày ấy chưa vợ gì đúng không ạ? Ok rồi, đó là nội dung của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, và mình cảm ơn, gửi lời biết ơn đến ban tổ chức đã hỗ trợ mình cũng như là tất cả anh chị chúng ta để chúng ta có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn anh doanh nhân Đinh Khắc Hùng đã hỗ trợ mình, đã hỗ trợ tất cả anh chị chúng ta để làm cái quy trình, những cái bước thực hành buổi sáng, có được không ạ? Anh chị em mình chúng ta có thể gửi cho lời cảm ơn, gửi lời biết ơn đến doanh nhân Mr. Anh Khắc Hùng và ban tổ chức, có được không ạ? Yes. Nếu như cảm ơn mọi người đã hỗ trợ, đã giúp đỡ mình để mình hoàn thành xuất sắc buổi Zoom ngày hôm nay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em mình. Hẹn anh chị em mình trong những buổi Zoom tiếp theo. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.